Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Ra Văn Hóa. Thưa quý vị, vào ngày 7 tháng 10, thì bộ phim Memento Mori Đất, một bộ phim của đạo diễn Marcus Mạnh Cường Vũ, sẽ được đến với khán giả ở hơn 100 rạp phim tại Việt Nam. Và cũng chính vào ngày này thì lần đầu tiên bộ phim sẽ được chiếu tại Liên hoan phim Busan và tranh giải New Current. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi cũng đã có cơ hội để trò chuyện với đạo diễn cũng như diễn viên của bộ phim này. Xin được trân trọng giới thiệu tới quý vị và các bạn hai vị khách mời của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay ạ. Đầu tiên, đó chính là đạo diễn Marcus Mạnh Cường Vũ, đạo diễn của bộ phim Memento Mori Đất. Xin chào Yên Khương, xin chào quý vị khán giả. Vâng, và vị khách mời thứ hai đó chính là Red, diễn viên vào vai Vân trong bộ phim. Xin chào chị Yên Khương và chào tất cả quý vị khán giả. Rất là cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và đầu tiên thì cho chúng tôi xin được gửi lời chúc mừng đến đạo diễn Marcus Mạnh Cường Vũ cũng như toàn thể ekip phim trong một cái hành trình 5 năm bộ phim đã thực sự đến được với khán giả. Tôi rất là vui khi cuốn sách đã là nguồn cảm hứng cho bộ phim. Đã bắt đầu cái hành trình với một những cái trích đoạn nhỏ của vở kịch. Cho đến tháng 4 năm 2019 thì chúng tôi bắt tay vào quá trình là chính thức sản xuất bộ phim. Và tôi rất là khâm phục cái quyết tâm của anh Marcus Mạnh Cường Vũ trong việc thực hiện cái dự án tâm huyết này. Và tôi cũng rất là vui là cái chủ đề quan trọng này, cái thông điệp quan trọng này, cái chủ đề về cái chết, về câu hỏi là chúng ta nên sống như thế nào, tiếp tục được lan rộng và được đưa đến công chúng qua bộ phim. Memento Mori, khi mà tôi xem thì tôi cảm thấy như là mình xem một bài thơ bằng điện ảnh hơn là một bộ phim. Thì câu chuyện nó cứ chậm rãi mà nó rất là giản dị, nhưng mà nó rất là thấm. Mong muốn của một nhà làm phim độc lập và lại có chữ cộng đồng trong đấy nữa, thì cái mong muốn mà nó đến được nhiều khán giả nhất, chạm được đến nhiều khán giả nhất, và có thể là chạm không phải theo cách là họ sẽ phải rất là xúc động, họ sẽ phải khóc, mà họ có thể chỉ cần suy nghĩ thôi, họ chỉ cần lắng lại một chút thôi và tự đặt lại cho con mình cái câu hỏi mà chúng tôi cũng luôn đặt ra là hãy nhớ ta đang sống. Từ những câu chuyện có thật trong cuốn sách Điểm đến của cuộc đời của tác giả Đặng Hoàng Giang, thì với bộ phim Memento Mori Đất, tất cả những nhân vật ấy đã vô cùng sống động, hiện hữu trên màn ảnh. Chúng tôi muốn bắt đầu với những chia sẻ từ đạo diễn Marcus Mạnh Cường Vũ khi anh tiếp cận với cuốn sách, tiếp cận với những câu chuyện của điểm đến của cuộc đời. Điều gì đã khiến anh đưa ra cái quyết tâm phải thực hiện bộ phim này ạ? Cảm ơn Yên Khương đã nhắc lại một cái hành trình cũng không ngắn. 5 năm vừa qua đối với tôi thì nó có một cái khởi nguồn, đó là vào đầu năm 2018, dịp Tết, khi mà tôi trở về với gia đình ở tại Hà Nội. Trong những ngày sum họp đầu năm đó, tôi dành sự tĩnh lặng của đầu năm chọn cuốn sách của anh Giang để đọc. 3 câu chuyện của người bệnh ung thư cận tử, nhưng đồng thời câu chuyện thứ 4 là câu chuyện của chính bản thân tác giả, anh Đặng Hoàng Giang, trong cái hành trình của anh đồng hành cùng với cả những người bệnh nhân ung thư cận tử. Nó chạm đến một nỗi đau tôi chưa giải quyết được, cá nhân tôi và gia đình tôi. Đó là về người cha của tôi. Năm ông gần 60 tuổi, chưa đầy 60 tuổi thì ông được phát hiện là ung thư giai đoạn cuối. Thế và sau cái quá trình mà chữa trị và phẫu thuật thì ông chỉ còn một vài tháng để sống thôi và ra đi rất là nhanh. Và tôi khi đó là một đứa trẻ, chưa còn đang ở cái đứa tuổi mới chớm dậy thì. Thế và chứng kiến những ngày tháng cuối đó của ông, thế và cái điều đó không, nó chưa rời ra khỏi được cái ký ức của tôi. Để rồi đến cái thời điểm mà lúc mà tôi đọc cái cuốn sách của anh Giang thì tôi bắt buộc tôi phải nhìn lại cái câu chuyện đó. Lý do vì sao lại như vậy? Bởi vì anh Giang theo một cái cách rất là diệu kỳ, anh ấy đã đưa chúng ta vào cái cuộc đời của những nhân vật rất là bình thường, những con người ở trong đó. Câu chuyện của Vân, câu chuyện của Liên, câu chuyện của Hà, 3 người phụ nữ, họ kể về cái hành trình của chính họ hay là cái hành trình mà họ đồng hành cùng với người khác. Trong những cái câu chuyện nói về cái chết, nói về cái việc đối diện
và cư xử, ứng xử về cái chết như thế nào đó, thì nó lại dạy cho chúng ta những bài học về cuộc sống. Và tôi nghĩ rằng là cái điều đấy là một cái thông điệp vô cùng quan trọng, mà có lẽ ai ở trên thế giới này, không chỉ là những độc giả tiếng Việt của cuốn sách, nên có cơ hội để được biết đến những cái chia sẻ từ những cái câu chuyện rất là bình dị đó, nhưng lại hàm chứa những cái sức mạnh vô biên. Sức mạnh có thể đánh động ở trong chúng ta những cái thứ mà chúng ta chưa giải quyết được. Đấy, thì với cá nhân tôi là nó đã diễn ra như vậy. Và bởi vậy tôi muốn truyền tải tiếp cái thông điệp đó đi. Thì tôi nghĩ rằng là phải cần sử dụng những cái hình thức nghệ thuật mà nó có thể chạm được đến nhiều người một cách dễ dàng hơn là việc đọc một cuốn sách. Bởi vì cá nhân tôi khi đọc cuốn sách của anh Giang thì rất khó khăn. Tôi mới vượt qua được nó. Có lẽ là thậm chí là đến thời điểm này, khi mà khoa học cũng đã phát triển lên rất là nhiều, y học cũng phát triển rất là nhiều, thì đối với nhiều bệnh nhân ung thư, khi nhận được tin rằng mình mang căn bệnh ấy, nó giống như việc là đã nhận án tử vậy. Và cái câu chuyện của Vân, cái câu chuyện mà anh đã chọn làm cái xương sống cho cái bộ phim của mình, thì đấy là một câu chuyện cực kỳ lay động. Và có lẽ là cái việc mà được lựa chọn hay cái việc là quyết định tham gia dự án này đối với Red, nó cũng là một cái điều đầy dấu ấn đối với bạn. Em cảm ơn câu hỏi của chị Yên Khương. Thực ra thì nếu mà ngẫm lại thì có vẻ như là cơ duyên của em với cái dự án điểm đến của cuộc đời nói chung cũng khá tương đồng với anh Cường. Cũng vào khoảng năm 2018 thì thời điểm đấy em làm việc cho một tổ chức nghệ thuật tên là Heritage Space. Thì Heritage Space có tổ chức một buổi biểu diễn, cũng tạm gọi là một buổi biểu diễn truyền thể cái cuốn sách Điểm đến cuộc đời, những cái tác phẩm múa hoặc là kịch thể nghiệm dựa trên nội dung của cuốn sách. Thời điểm đấy thì em có chắt lọc những cái từ, những cái ngữ, những cái ý, những cái cảm giác về cơ thể, về cái chết, về nỗi đau ở trong quyển sách đấy để làm thành một trình diễn thơ. Thì cũng không bao giờ ngờ đến cái việc là một ngày nào đấy sau 2 năm thì mình sẽ trở thành diễn viên đóng một vai của một nhân vật có thật ở trong cuốn sách. Và rồi em gặp anh Cường vào một ngày mưa rất tình cờ. Đó, những cái cơ duyên như thế, những cái sự gặp gỡ như thế tạo nên những cái cả một ekip. Và thêm một lần nữa là cái bộ phim này là bộ phim mà được anh thực hiện theo cái hình thức là kêu gọi cái sự chung tay của cộng đồng. Thì đó, cái sự chung tay của cộng đồng ở đây nó cho thấy là rất nhiều những trái tim đang cùng hướng về đó, chính là những cái thông điệp sống. Nhưng để có một bộ phim đó thì không chỉ đơn giản chỉ là những thông điệp, đúng không ạ? Nó còn rất nhiều những cái điều khác nữa. Như anh đã từng chia sẻ, 20 lần sửa kịch bản, 15 ngày quay với rất nhiều những bối cảnh khác nhau đó. Thì bây giờ anh có thể chia sẻ với khán giả cái hành trình đằng sau ống kính đó để tạo ra bộ phim này. Memento Mori là cái tên tôi lựa chọn cho cái dự án này. Cái dự án nó gồm có 3 cái bộ phim truyện dài, mà Memento Mori đất là cái bộ phim đầu tiên. Phim thứ hai nó sẽ có tên là Memento Mori nước, và phim thứ ba sẽ có tên là Memento Mori lửa. Đất, nước, lửa đều là 3 cái nguyên tố cơ bản để tạo nên sự sống. Và mặc dù cái từ Memento Mori tiếng Latin có nghĩa rằng là hãy nhớ rằng người sẽ chết, nhưng mà chúng tôi lại đang muốn làm một cái bộ phim về sự sống. Chúng tôi bắt đầu Memento Mori bằng một dự án sân khấu vào năm 2018. Chúng tôi đã diễn 8 buổi ở 5 tỉnh thành ở trên cả nước. Và trong suốt cái năm 2018 đó, tôi có cơ duyên được gặp gỡ rất là nhiều những cái câu chuyện có thật khác ở ngoài đời. Những người bệnh nhân ung thư cận tử, những cô gái trẻ, những người mẹ, những người con. Những câu chuyện thật đấy nó đã tác động vào tôi, đã khiến cho tôi thấy rằng là cái hành trình của mình hoàn toàn không đơn độc và có rất là nhiều người cùng chung tay. Và bởi vậy tôi mới dám dũng cảm để mà đi tiếp với cả cái hành trình điện ảnh. Là một hành trình nó sẽ rất là dài lâu, khó khăn hơn rất là nhiều. Thế và trong cái hành trình đó thì tôi không còn nhớ là có bao nhiêu con người, bao nhiêu bàn tay ở đấy. Và có lẽ cái credit của cái bộ phim này nó ngang với bộ phim Bom Tấn. Bộ phim của chúng tôi tuy quay tổng cộng có 15 ngày thôi, nhưng mà được quay dài rác trong vòng 1 năm. Lý do thứ nhất là tôi mong muốn đưa vào trong không gian và thời gian của Memento Mori đất cái cảm giác về mùa, cảm giác trôi đi của thời gian.
khán giả sẽ cảm nhận được là chính những cái nhân vật của mình ấy cũng đang phát triển về mặt nhận thức, về mặt tinh thần. Và trên hết đó là cái sự cảm thông và tình yêu dành cho nhau. Những cái con số ấy nó cũng chỉ là những cái gì đó rất là tượng trưng cho một cái hành trình mình đã đi qua thôi. Nhưng quan trọng nhất đấy là thật nhiều những cái tình cảm mà mình đã dồn vào cái bộ phim này. Cả những cái cảm xúc nữa đã được chất chiêu như thế nào để ra từng cảnh quay, ra từng nét diễn. Ngày hôm nay Red có mặt ở đây với một mái tóc rất đẹp. Nhưng có lẽ là với những khán giả có theo dõi hành trình này cũng biết rằng để vào vai Vân, để có thể thực sự thấu cảm và gần nhất với nhân vật của mình, Red đã đồng ý với đạo diễn Marcus chấp nhận xuống tóc rất nhiều lần. Vâng. Mỗi một lần như thế, bây giờ nhớ lại một chút xem mình đã trải qua điều gì, Red có thể chia sẻ với khán giả của chúng tôi. Thực ra thì gần đây sau khi xem lại video mà nhóm sản xuất, nhóm truyền thông làm mô tả lại cái quá trình đấy, thì em mới dần dần cảm nhận được và các cái ký ức nó mới gợi về. Thời điểm quay xong là gần như mình ở trong một trạng thái tâm lý khá là nặng. Em có hai lần mà phải xuống tóc. Hai cái lần xuống tóc đấy thì nó diễn ra theo quá trình giống như là của Vân. Thì lần đầu tiên xuống tóc cũng rất là ít thôi. Sau đó thì là cắt đầu đinh. Sau đấy thì là cạo, gần như cạo chọc hoàn toàn. Lúc mà cái thời điểm mình cạo đầu đinh ấy thì mình vẫn thấy rất là bình thường, tại vì cá nhân mình hàng ngày thì mình vẫn hay làm tóc các thứ, mình không hề cảm thấy có vấn đề gì hết. Nhưng mà ở trong cái hoàn cảnh đấy thì mình có những cảm giác rất là khác. Mình, cái mối liên kết của mình với mái tóc của mình, cái mối liên kết của mình với cơ thể của mình nó rất là mạnh. Và cái liên kết đấy nó không chỉ là giữa mình với mình mà giữa mình với nguồn gốc của mình nữa. Có thể nói chữ nguồn gốc nó hơi to tát, nhưng mà thực sự là lúc đấy mình có cảm giác đấy. Mình có cảm giác với người đã sinh ra mình, mình có cảm giác với người gần gũi với mình. Tất cả những cái cảm giác đấy hòa lại. Thì khi mà em xuống tóc lần cuối thì một cảm giác cũng rất là kỳ lạ. Mình cảm giác như là mình đang chia tay với một cái phần rất quan trọng của cơ thể mình. Nó không chỉ là cái sự hóa thân vào nhân vật nữa, nó còn là một cái sự chạm vào cái mầm sống ấy. Có một điều là nếu như ai đó đã đọc cuốn sách của tác giả Đặng Hoàng Giang với cái câu chuyện của Vân thì sẽ hiểu rằng câu chuyện ấy xoay quanh cái bối cảnh là trong căn nhà của Vân, trên chiếc giường của Vân, nơi mà cô ấy đang chết dần và đón nhận cái chết, nơi mà cả gia đình cũng đang đón nhận rất nhiều những cái quyết định. Với một cái bối cảnh như thế, thưa đạo diễn Mạnh Cường, anh có thể tiết lộ một chút những cái cách xử lý của mình để ở trong đó, mặc dù chúng ta đang nhìn thấy một nhân vật đang chết dần, nhưng chúng ta cũng nhìn thấy thật nhiều những cảm xúc và thật nhiều những cái niềm hy vọng, và đặc biệt là những cái niềm hy vọng sống ạ. Dạ, vâng. Câu hỏi hay quá. Dạ vâng, khi mà tìm cái cách để thể hiện cái câu chuyện của Vân bằng điện ảnh đó, thì tôi phải đặt mình vào vai trò của Vân, nghĩ, cảm và nghĩ xem là trong cái hoàn cảnh như thế, nằm một mình như thế, phần lớn là Vân nằm một mình ở trong một căn phòng tối, cô ý sẽ hình dung ra điều gì, cô ý có cảm xúc gì, cô ý có ước mơ gì, và đặc biệt là trong cái tình trạng là sẽ phải sử dụng thuốc để giảm đau, rồi trong một cái điều kiện cũng tương đối thiếu thốn về kinh tế, điều trị, chăm sóc, thì cô ý sẽ gần giống như là cô ý, tôi dùng cái từ mà nó là một cái từ tôi tự sáng tác ra, là từ trao giao. Cô ý trao giao giữa những cái hiện thực cô ấy đang có với cái ký ức cô ấy đã từng sống, cũng như là những cái giấc mơ của cô ấy. Thế và đặc biệt thì có một cái ý mà tác giả Đặng Hoàng Giang viết ở trong cuốn sách mà tôi bám vào đó. Đó là đêm nào Vân cũng mơ, và Vân mơ đi ra ngoài. Tôi hình dung ra khi mà Vân nằm đó thì Vân sẽ tưởng tượng cái việc ở bên ngoài nó sẽ diễn ra như thế nào. Những cái nơi trốn mà rất là thân thuộc về cô ý. Ví dụ là một người phụ nữ của gia đình, cô ý sẽ nấu nướng ở trong cái căn bếp ngay gần đó mà cô ý không chạm được vào nó. Chỉ bước qua một chút xíu nữa thôi sẽ là cái khoảng sân, nơi cô ý sẽ làm những cái việc như là giặt giũ, phơi phóng quần áo, sơ chế cà phê. Nó là những cái thứ rất là thân thuộc. Đi thêm một đoạn nữa ở phía dưới là cái dãy cà phê rồi.
mà cô ấy không bước ra được bên ngoài. Gần đó có một cái nhà thờ sẽ có cái tiếng chuông reo lên vào mỗi một cái giờ khắc mà điểm. Tự thân tôi nghĩ rằng là mình phải kể cái câu chuyện này theo một cái cách để khán giả cảm được cái tinh thần của Vân, cảm được cái hoàn cảnh của cô ấy. Thế và ở trong cái căn phòng tối đó, nó không hoàn toàn tối, nó có ánh sáng. Cái ánh sáng đấy có thể là rất là nhỏ hẹp qua khe cửa. Cái ánh sáng đó nó đến từ một cái nguồn sáng từ phía ngoài sân xuyên qua bếp để vào căn nhà. Nó cũng có thể là cái ánh sáng của vũ trụ, vâng, của Chúa Trời soi rọi vào trong tâm hồn của chúng ta. Đấy thì Vân đã dựa vào tất cả những cái thứ ánh sáng đó để tìm ra cái mầm sống cho mình. Thế và cô ý mới thấy rằng là cái đời sống của mình ấy, mỗi một giây phút cô còn được thở đó, nó phải được chuẩn bị một cách rất là kỹ lưỡng cho những người ở lại. Vân là một người rất quan tâm đến gia đình, và cô ý chuẩn bị một cách đầy đủ nhất trước khi cô ý ra đi. Và không chỉ cho những người trong gia đình mình, một điều vô cùng đặc biệt ở Vân, một điều cực kỳ vĩ đại ở Vân, một cô gái nhỏ bé và bình thường như một bông hoa dại ở bên bờ rào, như cái cách mà anh Đặng Hoàng Giang có miêu tả trong cuốn sách. Cô ý quyết tâm để thực hiện được cái mong ước hiến tạng, thì cái thứ duy nhất mà cô còn hiến được thôi là giác mạc. Và mặc dù vậy, cô vẫn quyết tâm để cố ý đấu tranh những cái điều đó, bất kể cái sự đối kháng từ phía gia đình. Nó còn đang sống, tại sao lại nói cái chuyện này? Đi à! Mình kể cái câu chuyện này làm sao để truyền đạt được cái thông điệp sống đó, cái thông điệp đầy tích cực đó từ Vân, cái thông điệp sống không chỉ cho riêng mình mà còn sống vì người khác của Vân. Và đối với Red, khi mà hóa thân vào Vân, bạn đã có những cách như thế nào, hay đạo diễn đã hướng dẫn bạn thế nào để có thể xử lý được những cái điều khó ấy? Bản thân em không phải là diễn viên và cũng không có kinh nghiệm diễn xuất trước đây. Khi mà tham gia dự án này thì mặc dù tạm gọi là diễn viên nhưng mà em cũng không nghĩ là mình đang diễn xuất. Nhưng mà để thực hiện được bộ phim thì trước khi khởi quay, anh Marcus cũng đã cùng em với cả các diễn viên còn lại thực hiện quá trình đọc kịch bản để hiểu được không gian của nhân vật, tâm lý của nhân vật, tính cách của nhân vật. Cái em rất trân trọng ở anh Marcus là anh Marcus tạo ra một cái đường vào thế giới của các nhân vật đấy, thế giới của bộ phim, nhưng mà luôn luôn cho các diễn viên của mình quyền tự do để thể hiện cái đời sống của nhân vật đấy. Cá nhân em thì em không sử dụng một kỹ thuật diễn xuất nào, vì thực ra thì em cũng không có kinh nghiệm về khoản đấy. Nhưng mà cách mà em tiếp cận nhân vật là em tưởng tượng ra thế giới nội tâm của nhân vật đấy. Đôi khi mình sẽ thấy được là có những điểm trong thế giới nội tâm của nhân vật này chạm với thế giới nội tâm của mình. Và khi đấy thì cái hiện diện của em trước máy quay ấy, nó trở nên mạnh hơn. Và tôi nghĩ rằng còn một cái điều nữa giúp cho cái, thực sự là giúp cho hành trình của chúng ta đã đi được đến ngày hôm nay, đấy là sức mạnh của câu chuyện. Cá nhân tôi cũng thực sự không thể giấu nổi cái sự xúc động của mình khi nói đến những cái câu chuyện này. Nhưng mà đó, những gì đã qua thì chúng ta đã trải qua rồi, đúng không? Và chúng ta đang tiếp tục hướng đến một cái điều tuyệt vời hơn, đó chính là hành trình sống. Thế thì trong cái quá trình làm phim ấy, một vài những cái kỷ niệm mà vui vẻ hơn một chút, phấn chấn hơn một chút, các anh chị có thể chia sẻ cùng với khán giả của chúng tôi được không ạ? Thực ra là toàn kỷ niệm vui, đúng không? Đó. Khi tôi nhìn lại cái hành trình thì nó ngập tràn niềm vui. Cái niềm vui ở đây đó là nhận và chuyển đi. Đó là một cái quá trình giao tiếp và kết nối. Nó sẽ có những cái thứ đột nhiên nó xảy đến. Ví dụ chẳng hạn như là những cái diễn viên rất là bất đắc dĩ tự nhiên xuất hiện ở trong bộ phim, ở một cái cảnh quay mà để thực hiện được cái việc là, như là tôi có miêu tả trong kịch bản, Hoàng quay trở lại nhìn cái lồng chim, và lúc đó thì cái con chim ở trong lồng á, nó nhảy tán loạn lên. Để làm cái con chim nó nhảy tán loạn lên thì nguyên cái đoàn phim tìm đủ mọi cách, và có cả tôi cũng tìm được mọi cách để làm nó nhảy tán loạn. Nhưng mà lúc mình làm, mình có mặt ở đấy thì nó nhảy tán loạn, lúc mình đi ra khỏi máy quay thôi thì nó lại đứng im, nó không nhảy tán loạn nữa. Thế và cuối cùng mãi vẫn không quay được. Thế là nhân vật mèo xuất hiện. Thế là nhân vật mèo xuất hiện. Và thế là chúng tôi đã đặt bạn diễn viên mèo vào lên trên nắp của cái lồng chim. Thế và
tự dưng thôi, hai bạn ấy tự diễn với nhau và thế là nó đạt được đúng cái hiệu ứng mà tôi mong muốn cho cái phân cảnh đó. Ở trong bộ phim này thì có hai nhân vật là hai bạn bé cũng rất là dễ thương. Khi mà đọc ấy thì tôi cũng vẫn cứ hình dung rằng là trong cả một cái bối cảnh mà một người mẹ thì ốm đau, một người cha thì rất là bất lực trước cái sự đau đớn của vợ mình, thì có hai nhân vật đấy mà luôn luôn mình cũng thấy ngay cái sự sống, cái sự hồn nhiên ở trong đấy. Đấy chính là Nguyệt Nga. Khi làm việc với các diễn viên thì bạn đã có những kỷ niệm nào với họ không, có thể chia sẻ với khán giả? Em với cả bạn Kim đóng vai Hoàng thì không có quá nhiều thời gian để gặp gỡ và trao đổi hoặc là chơi đùa với các em bé trước khi bộ phim khởi quay. Nhưng mà hai bên kết nối rất là tự nhiên và rất thích chơi với nhau, và em với cả Kim cũng dành rất nhiều thời gian để chơi với hai bạn ấy, để hiểu hai bạn ấy. Và trong cái quá trình mà quay phim thì mọi thứ thực ra cũng rất tự nhiên và em rất ngưỡng mộ hai bé đấy. Có những lúc mà có thể hai bé không theo thoại của kịch bản nhưng mà lại tạo ra những đoạn thoại rất là đắt giá. Và đến ngày hôm nay thì bộ phim sẽ được đến với khán giả của hơn 100 rạp phim trên cả nước. Và hành trình ấy còn đi xa hơn nữa khi phim đã đến với Liên hoan phim Busan. Dạ. Memento Mori, đất của đạo diễn Marcus Mạnh Cường Vũ là đại diện Việt Nam duy nhất tại hạng mục New Currents, dòng chảy mới, một trong những hạng mục quan trọng của Liên hoan phim Busan năm 2022, diễn ra từ ngày 5 đến ngày 14 tháng 10 tại Hàn Quốc. Thời điểm hiện tại thì chúng tôi vẫn đang chạy chiến dịch là 100.000 vé, 100.000 thông điệp sống. Cộng đồng sẽ đóng góp cho những bệnh nhân ung thư để sau đó bộ phim có thể được trình chiếu. Thì đó chính là một cái nguồn lực rất là quan trọng. Có thể là số tiền thì nó so sánh, nó có thể sẽ không quá lớn với tổng kinh phí làm phim. Nhưng chính nhờ cái việc mà cộng đồng họ đóng góp vào thì làm cho đoàn làm phim cũng cảm thấy là cái dự án mà chúng tôi đang thực hiện nó thực sự có ý nghĩa. Tôi nghĩ rằng khi mà chúng ta chú tâm và suy nghĩ về câu hỏi chúng ta nên sống như thế nào, cái chết có ý nghĩa gì với chúng ta, càng sớm thì chúng ta càng có cơ may để sống một cuộc đời có ý nghĩa. Đạo diễn Marcus Mạnh Cường Vũ và đoàn làm phim sẽ tiếp tục thực hiện Memento Mori, nước và Memento Mori, lửa. Những câu chuyện riêng biệt diễn ra ở ba miền, thành thị, miền núi và miền biển được kết nối với nhau bởi số phận chung của ba người bệnh ung thư cận tử. Cái mục tiêu duy nhất của Memento Mori là muốn truyền đi cái thông điệp sống. Hãy nhớ ta đang sống. Nhưng mà khi làm một cái bộ phim ấy, thì bởi vì tôi vốn là một người rất là đam mê điện ảnh và đi với điện ảnh rất là lâu trong nhiều những cái vai trò khác nhau, hay đi chặt chém những cái bộ phim khác. Thì bây giờ mình làm cái bộ phim của chính mình thì mình không được phép làm nó dưới cái kỳ vọng của chính bản thân. Tôi bất ngờ lắm bởi vì là một cái dự án mà mình không có cái mưu cầu là thể hiện một cái tuyên ngôn nghệ thuật. Mình không có mưu cầu là đạt danh vọng, đạt giải thưởng hay là mang tính chất tác giả gì cả. Mục tiêu của mình là đến với khán giả. Càng nhiều khán giả xem bộ phim càng tốt bấy nhiêu. Đó. Nhưng mà lại về mặt đánh giá về nghề nghiệp đấy thì lại được một cái liên hoan phim quốc tế quan trọng như cái Busan cho mình một cái xác nhận. Nó là một cái xác tín để mà mình tin rằng là cái điều mình đang làm là đúng. Để hiện nay thì cũng xin tiết lộ với chị là đã có 5 liên hoan phim quốc tế sẽ trình chiếu bộ phim. Rất là chúc mừng anh cũng như là cả ekip phim nữa. Thế và cái điều quan trọng nhất đấy chính là những thông điệp sống muốn được trao đến cho từng người xem. Vậy thì kết lại chương trình ngày hôm nay với đạo diễn Marcus cũng như là với Red, anh chị có thể gửi gắm điều gì đến những khán giả đang xem chương trình của chúng tôi? 100.000 thông điệp sống là chúng tôi muốn gửi đến trước tiên là các bệnh nhân ung thư và người nhà của họ. Chúng tôi mong muốn đưa bộ phim Memento Mori đất đến với chính những cái người mà chúng tôi dành lời đề tặng ở trong bộ phim. Thông điệp sống còn gửi đến mọi người ở trong xã hội. Thì thông điệp sống này nó có một cái đời sống và nó sẽ còn đi tiếp, đi mãi nữa. Con số 100.000 chỉ là một cái con số biểu tượng thôi. Tôi chỉ hy vọng là có hàng triệu những cái thông điệp sống được truyền đi. Và mỗi một người hãy tự tạo cho mình một cái thông điệp sống để có thể truyền đi cho người khác. Hoặc đôi khi cũng có thể là gửi thông điệp sống cho chính bản thân mình nữa. Chúng ta đôi khi cũng cần thương lấy chính bản thân mình. Dạ. Rất là cảm ơn anh. Còn đối với Red thì sao? Bạn muốn chia sẻ gì đối với những khán giả đang xem chương trình? Em hy vọng là bộ phim này là một cái khơi gợi để mọi người mở lòng và chia sẻ với chính bản thân mình và với nhau. Và nếu như ở đầu chương trình
tôi gửi lời chúc mừng đến đạo diễn Marcus, đến Red, đến cả ekip phim. Thì đến cuối chương trình này, tôi muốn gửi đến cả ekip phim một lời cảm ơn. Cảm ơn vì đã có một dự án phim như thế. Cảm ơn vì đã truyền đi những thông điệp sống. Và thực sự là hy vọng, giống như anh nói, không phải chỉ là 100.000 thông điệp sống, đó sẽ là hàng triệu những thông điệp sống được lan đi. Và những dự án tiếp theo nữa sẽ cùng chúng ta tiếp nối cái hy vọng đó. Cảm ơn chị Yên Khương. Vâng, thưa quý vị và các bạn ạ, cuộc trò chuyện của chúng tôi cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.